đọc sách cũ hoài, bây giờ phải đi mua sách mới. Cũng có một số nhà sách thì chưa mở cửa hẳn, nhưng mà cũng thấy nhiều nhà sách mở cửa cũng rất là vui. Sau 4 tháng ở nhà cách ly thì cuối cùng cũng được ra đây, vừa tự do thoải mái mà lại được hít thở không khí náo nhiệt vui vẻ, lại có sách mới đọc thì cảm thấy rất là vui và hào hứng. Trong gian hàng mình có chỗ màn trắng, người đeo kính bảo vệ, kính chống bắn giọt, khử khuẩn. Nhân viên được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine.